Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Sở đã tiến hành các cuộc thanh tra kiểm tra công vụ đối với 30 đội thanh tra xây dựng, quận, huyện, thị xã, nhằm hướng dẫn chấn chỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, phát hiện các bộ phận cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng. Qua đó đã phát hiện, xem xét kỷ luật đối với 51 cán bộ, Công chức lao động hợp đồng thuộc thanh tra xây dựng có vi phạm bằng các hình thức khiển trách 34 người, cảnh cáo 8, hạ bậc lương 3, đặc biệt đã buộc phải giáng chức 2 và buộc thôi việc 4 người. Hiện tại sở xây dựng đang kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra các vi phạm trật tự xây dựng mà chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng liên quan đến doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, theo kết luận của Ủy ban kiểm tra thành ủy và các cấp có thẩm quyền. Theo số liệu thống kê mới nhất, 9 tháng đầu năm 2017, các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã kiểm tra 14.483 công trình, trong đó số công trình có vi phạm là 1.691 công trình, không phép 646 công trình, sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế là 290 công trình, xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường 58 công trình, xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp 697 công trình như vậy tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn hà nội trong đó tình trạng xây dựng không phép sai phép vẫn diễn biến phức tạp gây nhiều bức xúc cho dư luận trong đó có nguyên nhân là lòng quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc dung túng bao che tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng